No, no, I'm sad. Why, Benny? What? What's the what? What do you want to make the door or set? Oh, door. You can't go look, no. Tôi lấy cho anh cái chày. Gì? Ừ, lấy ra đây để anh dã. Dã chẳng phải dã nhưng nó chua. Siêu chua cấp độ 10. Đó, đó. Nửa 10 tầm nước. Nước khế luôn. Đây có cấp độ 1 tỷ. 1 tỷ. 1 tỷ cướp rồi. Đấy. Đây bao nhiêu tiền một tao dã tí là sao? Mày làm gì ấy? Mày từ từ, mình thấy đâu ra? Sao lấy cát giường ra làm gì? Ở nhanh. Ở đây. Chùa. Mày mới chùa. Mày nhìn kiểu dã chảy anh. Này, nhìn anh nó bận thật công này. Thôi, thôi anh đừng bận thì em còn dạ. Thôi thì ra bã rồi chết. Ra làm cầm bình mất ra bã rồi chết rồi. Nhìn này. Đó như mày khâu. Người ta dã quỷ bây giờ mình dã cái dã khế đó. Mỏi quá nhỉ? Đã mỏi rồi. Mình nhìn anh này. Wow. Nhìn sức mạnh mau lại cả. Từ từ, đúng không? Kiểu dã thì nó to lắm lắm. Cái giống mày khô không? Ai ôi. Đâu? Đâu? Mất nước cái gì? Mất nước mồ hôi à? Trời ơi, nước ơi. Đây nước rồi. Mày nhìn kiểu dã. Người ta phải dã như thế này. Trời ơi, anh bị nhắm bẩn. Bẩn hết cả. Mày gì rồi đấy? Mày nào? Mày ra nghe cái giá thưởng này. Đây. Đi vào lấy không lấy. Wow. Mắt lấy nước không hay là ở kia nhỉ? Cả bã. Cả bã. Cả bã. Cả bã. Cả bã. Tìm mấy trường à? Tìm mấy trường à? Tìm sạch nha, như này không có một tí nước bẩn nó luôn, còn nước khế nữa đâu ra lắm. Em vuốt vào móng chân nó cái mày thịt thế này đấy ạ. À? À, tao bảo mày anh thịt cơ mà đồ tốt đến tinh à. À thịt chó thịt, chó thịt còn chó thịt chó nào thịt. Là thế là mất 5 phút của mình gần như là không đi gặp rồi. Ừ. Mày chua này. Chát này. Anh em nhìn ra đâu có gió này. Mình phải cho thêm nước mới luộc cái gì này. Cho thêm một tí vào. Ui trời ơi. Anh còn nó biết thiệt rồi. Anh nhé, nó vào trong đi nhé. Đúc nó ít nữa. Ui. Mày chua lắm. Siêu 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 chua. Ừ. Ê, ê, ê.
thử ra xem. Cho quay đầu lên. À, thế này cho thêm nước nhỉ? Cho một tí vào. Nước nó càng đó. Đấy rồi. Ra đồng lên đó đây. Chỗ này nhỏ lửa là. Anh em mình sẽ ra đồng nè. Lợn gió. Ra đồng lợn gió. Lợn thì cứ đỡ bị người ăn mất thì có. Nhanh lên. Mình cầm giấy làm gì đấy? Nhóm lửa. Nó mới khỉ đấy. Anh đi chặt cây trống đi để em đi tìm. Đi cút mẹ đi. Sao đi chặt cây? Đấy, ra chỗ con bò ấy. Núi sau con bò ấy. Đây, đang đỡ cây cho anh này. Hình như em, hình như lúc này để giấy đi em chùi à. Để giấy đấy ấy. Giấy gì? Bằng cái xe của anh ấy. Mà thôi. Mày, anh biết bỏ. Anh ạ. Anh cây. Tưới cho xong cây này dẫn điện xong. Anh lấy ba cái tưới nhỏ đấy. Thì thôi. Tao. Đây là cây. Là cây này. Người ta ra thì ta chủ chết. Cho cái bé thôi. Anh ơi. Xin em rồi. Nào. Thôi. Đừng cái tầng đi tao. Đừng. Tao ngã. Mẹ. Ngã tao đây. Đau. Đau. Ủa ngã tao đây. Vãi chưởng. Thôi, đau, tao ngã thật đấy. Ui, vãi thật chưa. Mời, tao giết bỏ rồi. Không cây ra. Hay là anh đi chơi làm gì? Thôi, đừng bể gì. Anh thích bể. Bể cho nó. Để cho nó dùng lá xoan rồi. Ui, chút chó. Bật đi. Cho nó dùng lá xoan rồi. Kệ nó, ta tưởng mày thích món lá xoan mà. Món gì ta tưởng mày cho lá xoan rồi. Anh bị kết lý gì mày cho vào. Hả, cầm kênh này đi. Gì đấy? Dưỡng giả. Ui trời, được rồi. Để im để tao ghép lại. Thôi rồi. Rồi rồi. Để cho nó đẹp ấy. Mày chẳng có tí nghệ thuật nào cả. Để cho nó đẹp. Đẹp cái gì vậy? Nào, dây thép ra đây. Để tạo cái đường lạc. Rồi, ok đấy. Ta lấy dây ta buộc. Thôi, nguy hiểm vãi chưởng ơi. Đùa. Nguyên tản phá hại. Cô mua cái toán gì đấy. Rồi rồi, bỏ ra. Bỏ lên. Từ này, cầm tay giữ cái này, giữ bên này. Rồi, bỏ ra, bỏ cái này ra. Thế. Đấy. Đấy, sao nữa đi. Thế. Được chưa? Được rồi, thế thôi. Sao?
Nồi lửa lên em. Nồi lửa lên anh. Rồi em ở đây trông chờ. Đây cũng muốn mày phải tỏ. Ai xa, ui dồi, nó ngấm và khề này. Cho, lại con ỉa. Cho khán giả xem hát. Ỉa cái cục cứt ấy. Sau kia sau. Mày ỉa cái gì ở cái cục cứt ấy. Thì chạy ỉa cái cục cứt ấy, ỉa cái cục gì ấy. Đây là món đây. Trước khi nhóm lửa được thì nó đã được ướp gọi là khá là lâu, tầm tiếng rồi. Úi. Ướp đấy đặt. Làm như kiểu đây. Là gia vị ngon lắm ấy. Kế ướp khế ấy. Thôi, đi chơi đây. Để nó. Xem nào, chín chưa nào. Ui, nó sủi. Ui, sủi quá rồi. Nhanh, xin đấy sủi hết thật cho khán giả xem. Đây. Kiểu chua lắm. Dưa chua gọi ăn cụ. Ui, nó bọt chua. Đi xuống kia vào. Tao tưởng mày đang xuống ao mày chơi mà. Đây. Đi bắt ao kìa. Nhảy xuống ao đi. Nhảy đi ấy. Mày treo đu 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 cây này đi. Đây cây này. Đây có cây này. Ngay à mà. Hử? Đây đu cây này nhảy xuống ao này tắm sướng này. Nông lắm. Hả? Nông. Nông cứt. Nhảy đi. Thôi. Má hôm nay đang rét. Rét hoài mà mặc sự trần á. Rét trong ruột thôi. Đói. Chín rồi đấy, chín rồi đấy. Ai gì là giấy được. Là giấy là gì? Lá khoai mà. Anh tưởng là khoai. Là giấy. Là đâu nhỉ? Đây. Rồi vậy cứ trông. Cứ trông đâu. Ui, nạt bố rồi. Sột xịt thế nhỉ. Mày lấy mày quay đi, quay cận cảnh đi. Em lấy nha. Ui nhìn đấy à, tụt cả chân. Ui. Ui cháy rồi đấy. Hạ xuống nhá. Xuống. Đấy. Từ. Anh cho đây. Cây giấy đi. Từ đây. Cứ phải bình tĩnh. Chuyện đâu sẽ có đó. Ui giời mềm nhũn rồi. Ui, không biết chua không. Ây à. Không làm được việc à? Im nào. Ui. Phê không các bạn? Ui. Phê phết nhỉ. À. À. Nào, mày đừng đến mà quay anh ăn nhá. Không. Mày trông mày quay lên. Trông lên. Mày cái đuôi. Ây da, nóng quá. Dao kìa. Có bẩn không ấy? Có bẩn đâu, chặt cái cục đấy không? Chặt cục gì, cục cứt à? Ui. Ui da. Chặt. Ây da. À. Ê. Đau đuối nhỉ. Mời các bạn nhé. Ê. Đây. Rồi lại còn lấy lá để lót nữa. Tao chưa được thử. Mời các bạn nhé. Thử miếng xem nó chua không. Sao? Ngọt đấy. Có chua lòng không? Chua nhưng mà ăn ngọt. À, ngọt lắm các bạn. Quá ngon luôn. Nồi nó vẫn đang sủi. Nồi rồi. Ăn cầm đúng. Ăn cười rồi. Nồi sủi xa được thịt. Ngon à? Mày không ăn muối à? Không, ăn chua. Anh Thanh, Thanh. Đây mà có lon bia thì đẹp. Mày tí anh biến ra làm việc. Lon nước cà nhé. Cả lon nước cà. Cũng được. Mày thích uống coca gì? Đây, nhìn này. Đấy, xời. Đây. Quách, quách nhỉ, mở cho em.
Thôi, tự mà phục vụ. Quách phết nhỉ. Mùi cả nhà nhé. Ngon ạ. Cảm ơn bạn góp ý tưởng nhé, có món ngon. May mà không, may mà thành công. Ai góp đấy? Bạn trên mạng, bạn bảo là làm là luộc siêu chua đi. À, 100%. À, 100% nhá. Em chỉ 1% thôi. Ngon nhỉ. Thì chúng ta mổ bụng vào xem trong thế. Đang nghĩ được phát này có ăn cái đùi xong phát còn mỗi cái xương không? Tâm bình hình. Sáng ngày mọi khi tần tắt máy quay cái rồi còn mỗi cái xương. Hôm nay anh quay phim ngủ mất luôn. Anh quay phim đang rớt rãi rồi. Hôm qua ăn rau không thể nó ăn gì. Thằng nào lợn không thể nó ăn rau. Rau luộc đấy. Chân không ăn à? Chân rõ ngon. Nói ngon. Xin phép tạm dừng tí để cho một số con mắt đâu. Anh ơi. Con hả? Gì? Ẩm thực của anh lại đỏ lòn. Đỏ lòn lắm. Trống. Ẩm thực này cho chó. Ôi, ơi nhỉ. Nguyên tiệt. Mày không bảo tao, tao ăn gần hết cả con gà này. Ăn đâu? Còn nó ăn gần hết cả con gà. Tên anh còn phim ăn. Sống thật. Ui, đoạn này sống à. Ui. Đoạn này em nó đấy đấy nhỉ. Sao nó sẽ nhìn mà nó bở hết lên nhỉ? Khế nó kiểu đấy à? Dài anh kiểu đi. Kiểu nó điên này. Con này chết là phải. Không phải. Chết là phải. Kéo mày ra chuồng mày đập chết đúng không? Không. Tại tại em đang đi qua cổng à. Nó lao gần thì mình xem. Tức quá cái lại ném nó đá chết thôi. À. Thế mà bảo kêu thằng khốn nào, đâu thằng chó nào đâm vào gà này em. À nhà anh. Dùi. Thằng nhược nha nhược nha. Nhưng mà ngọt. Ừ ngọt. Ngọt. Chua. Quên thì bảo ngọt. Thì sao ăn gà rừng? Gà rừng tao có mỗi con này thịt mất hút chứ còn đâu. Dạ ác. Tao hôm nào tao kiểu gì tao phải bắt con gà trọi này tao thịt. Ừ. Thế rồi đấy. Mày kể cả mày khóa. Tao khóa rồi. Kể cả mày khóa. Thôi. Clip này anh em chúng tôi kết thúc ở đây này. Món gà siêu chua. Siêu chua cấp độ 10 nhưng mà thật ra nó chả chua. Không ăn chua, chua mì. Gà ăn. Ừ, vậy. Thằng nào thịt gà đây? Chó. Gà phủ đi này. Hả? Thằng khốn nào thịt gà ấy. Anh có tìm đấy. À. Vâng, mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm đó là bột trà xanh Matcha Tama TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh. Thì và có
thấy hiệu quả tốt và có thể giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh, tinh hoa trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh matcha Tamao TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàn cái mút đi mà làm bánh với cả làm chặn chặn đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok đấy. Đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh matcha Tamao TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đây nhá. Cho mọi người xem lại một lần nhé. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh matcha Tamao TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tamao TV, page Tamao TV Tích Xanh nha mọi người nhá, mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhá, nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình, like chia sẻ nhá. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.